Vâng, em kính chào cả nhà nhá. Đây ở hôm nay em lại lên một video các bác nhá. Gửi các bác những giò đang nụ này, những giò hoa đang nụ rất là đẹp các bác nhá. Đấy, các bác theo dõi, cố gắng theo dõi hết video để sưu tầm cho mình những giò lan đẹp nhá. Đây ạ, giò đầu tiên em lên với các bác, đây là một giò kiều vàng này. Một giò kiều vàng rất là đẹp, rất là nhiều nụ này các bác này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6 này. Đấy, nụ chi chít này các bác này. Đấy, ở cái đầu này toàn cái nụ đẹp này. Về đến tay các bác là các bác ngắm hoa luôn nhá. À, hình kiều hình số 26, 230.000 đồng các bác nhá. Thế này, hàng thuần rồi các bác nhá, rất là đẹp luôn này. Đấy, nụ thì chi chít luôn này, nhìn vào đã thấy yêu luôn rồi. Hình 26, 230.000 đồng kiều vàng ạ. Đây, tiếp theo vẫn là kiều vàng thuần này, thuần chậu sớm nhá. Hình số 28, 230.000 đồng. Hình 28, 230.000 đồng, rất là đẹp các bác nhá. Còn này thì em mới thấy có một cái nụ thôi. Hình 28, 230.000 đồng ạ. Đây, tiếp theo là một giò kiều rất là đẹp đấy các bác này. Hình số 27, 230.000 đồng. Các bác nhìn này, nụ này. Đây ạ, đấy, nụ chi chít nhá. 1 này, 2, 3, 4. 4 cái nụ các bác nhá. Đấy, nhìn nó đã nổ to, nụ to, ra to như thế này, nhìn rất là đẹp luôn. Hình 27, 230.000 đồng. Đây, tiếp theo là kiều này ghép ở gỗ các bác nhá. Ghép ở cái giá thể gỗ này, gỗ ngứa này. Đây ạ. Ghép xung quanh khúc gỗ như thế này, rất là nhiều thân các bác nhá, giò rất là nhiều thân luôn này. Đấy, rất là đẹp, cũng đang nụ các bác nhá. Hình số 13, 230.000 đồng, rất là rẻ các bác nhá. Đấy, cũng đang nụ nhá, rất là nhiều thân này, thân sum suê luôn. Hình số 13, 230.000 đồng ạ. Tiếp theo là hình số 14, cũng 230.000 đồng các bác nhá, rất là nhiều thân lá luôn này. Đấy, cũng rất là nhiều nụ cho bác ngắm hoa nhá. Đây này, nụ này, nụ này. Rất là nhiều nụ luôn ấy. Hình số 14, 230.000 đồng. Tiếp theo đây là kiều hình số 15, cũng 230.000 đồng nha các bác nhá. Rất là đẹp luôn ạ. Lô kiều hôm nay rất là đẹp các bác nhá. Đây, nụ này, nụ này. Rất là nhiều nụ các bác ạ. Hình số 15, 230.000 đồng. Tiếp theo đây em xin giới thiệu đến các bác là đuôi chồn các bác nhá. Đuôi chồn này hay còn gọi là sóc ta nhá. Hình số 7, 250.000 đồng. Cái này cũng đang bắt đầu có nụ rồi các bác nhá. Có 1 nụ này, 2 nụ này, 3 nụ này, 4 nụ các bác nhá, 5 nụ. Đấy, có 5 nụ rồi, có 2, 4, 6, 7 cây nhưng có 5 vòi nụ rồi. Hình số 7, 250.000 đồng ạ. Ghép một cái khúc gỗ luống rất là đẹp các bác nhá. Đấy, các bác sưu tầm về là được ngắm hoa luôn. Cái này thì mới ghép ổn định thôi các bác nhá. Hình số 7, 250.000 đồng. Tiếp theo đây vẫn là đuôi chồn. Hình số 8, cũng 200.000 đồng các bác nhá. Cái này thì thuần chậu gỗ này, chậu gỗ lục giác nhá. Đây là em cũng đang thấy có một vòi hoa này. Mới có một vòi hoa thôi. Hình số 8, 200.000 đồng. Đây, tiếp theo là giò chồn, một giò chồn rất là đẹp này, hình số 6, 330.000 đồng. Đây ạ, toàn những cây chồn to thôi các bác nhá. Đây là cây chồn to được người dân họ trồng một cái chậu gỗ như thế này. Cũng đang có vòi hoa hết rồi các bác nhá. Đang có 1 này, 2 này, 2 này, 3 vòi hoa rồi các bác nhá. Em đang thấy có 3 vòi hoa rồi, đấy. Có 2, 4, 6, 7 cây nhá, 7 cây rất là đẹp. Chồn hình số 6, 330.000 đồng. Phải số 6 không nhỉ? Tiếp theo đây em xin giới thiệu đến các bác cái này là hoàng nhạn nhá các bác nhá. Hoàng nhạn. Hình số 18, 300.000 đồng ạ. Có 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây. Có 1 vòi nụ này, 2 vòi nụ này, 3 vòi này, 3 vòi nụ rồi các bác nhá. 7 cây và 33 vòi nụ, hình số 18, 300.000 đồng. Tiếp theo
một giò kiều dệt các bác nhá. Một giò kiều dệt rất là đẹp này, hình số 19 400.000 đồng ạ. Hình số 19 400.000 đồng các bác nhá, hàng thuần rồi ạ. Đấy, các bác sưu tầm thời điểm này là em đang thấy nó bắt đầu sưng mắt nụ rồi các bác nhá. Đây, những cái chỗ này đang sưng mắt nụ rồi này. Đấy, cái này đang có nụ rồi các bác nhá. Đấy, đang có nụ rồi, các bác mua về để sưu tầm mặt hoa nhá. Hình số 19 400.000 đồng. Tiếp theo đây là dáng hương tam bảo sắc các bác nhá. Dáng hương tam bảo sắc rất là đẹp này. Toàn là cây ngắn, cây lá xếp thôi các bác nhá. Đây ạ, rất là đẹp này. Đấy. Giòn này thì có 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 ngọn. Hình số 22 220.000 đồng ạ, được thiết kế bằng gỗ lũa các bác nhá. Gỗ lũa này. Hình số 22 220.000 đồng. Tiếp theo đây là dáng hương tam bảo sắc hình số 21 cũng 200.000 ạ. 200.000 nhá. Xếp vào khúc gỗ như thế này ạ. Rất là nhiều thân luôn các bạn, toàn là hàng thân cây ngắn lá xếp nhá. Hình số 21 200.000 đồng. Tiếp theo đây là hình số 20 cũng 200.000 ạ, cũng được ghép vào gỗ các bác nhá. Đấy, giá dễ nó ra rồi nó đang bán được giá thể rồi, có cây thì bán, có cây thì chưa các bác nhá. Hình số 20 200.000 đồng, dáng hương tam bảo sắc ạ. Tiếp theo đây là quế tím các bác nhá. Quế tím này hình số 4 180.000 đồng. Có 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6, 7, 8 cây các bác nhá. Hình số 4 180.000 đồng. Đấy, rễ thì nó ra rồi nhưng nó chưa bán vào giá thể các bác nhá. Đây ạ, rễ của nó ra trắng như thế này nhá. Nhưng nó chưa bán vào giá thể. Hình số 14, hình số 4 180.000 đồng. Tiếp theo là hình số 3 200.000 đồng. Hình số 3 200.000 đồng có 1 này, 2 3 4 5 6 7 8 9 cây các bác nhá. Con này có 9 cây. Hình số 3 200.000 đồng. Tiếp theo đây vẫn là một giò trồn này. Cái giò này cũng mới ghép ổn định nữa các bác nhá. Có cây thì thuần, có cây thì ghép ổn định này. Đây ạ, nó đang có vòi hoa đây nhá. Có một vòi này. Em mới thấy có một vòi hoa thôi. Trồn này hình số 5 200.000 đồng ạ. Hình số 5 200.000 đồng các bác nhá. Tiếp theo đây là trồn dân thuần các bác nhá. Đây, cái giò này em cũng mới thấy có một cái vòi nụ này thôi. Đấy. Hình số 16 120.000 đồng. Hình số 16 120.000 đồng. Tiếp theo đây là hoàng thi hạc các bác nhá. Hình số 25 180.000 đồng đây ạ. Mặt hoa của hàng thi hạc đây các bác nhá. Mặt hoa của nó đây ạ. Đấy, mầm tơ thì đang lên rất là nhiều này. Đấy, đang để mầm tơ ra rất là nhiều. Hình số 25 180.000 đồng hoàng thi hạc ạ. Tiếp theo đây là phi điệp vàng các bác nhá. Phi điệp vàng này được ghép trên trụ dớn nhá. Đấy, một cái trụ dớn như thế này, một giò cũng khá là to các bạn. Có 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5, 6. 6 ngọn dài nhá và đến 5 ngọn ngắn. Hình số 24 180.000 đồng phi điệp vàng ạ. Tiếp theo đây là phi điệp vàng hình số 23 220.000 ạ. Giò này thì thân nó dài hơn này, có 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 thân dài nhé và 2 thân ngắn. Hình số 23, 220.000 đồng. Tiếp theo đây là cáo các bác nhé, cáo tím này. Hình số 10, 250.000 đồng. Hình số 10, 250.000 đồng. Cái này thì em chưa thấy nó ra nụ. Chưa thấy nó ra nụ luôn các bạn. Ba cây cáo rất là đẹp này. Ba cây cáo rất là đẹp luôn nhá. Hình số 10 250.000 đồng cáo tím ạ. Tiếp theo đây vẫn là cáo nhá. Hình số 11 cũng 250.000. Giờ này thì em đang thấy có một cái nụ hoa nó rú rú ra rồi các bác nhá. Có một cái nụ hoa của cây này nó rú ra rồi này.
Hình số 11 250.000 đồng. Tiếp theo đây là cá tím hình số 9 cũng 250.000. Còn này thì em thấy có 1 này, 2 này, 3 này. Rồi còn này. Con này đang có 3 vòi hoa rồi các bác nhá. Vòi hoa của nó ra dài như thế này rồi này. Đó. Bên này một vòi nữa nhá. Và bên này cũng một vòi nữa này. Đang có 3 vòi hoa rồi các bác nhá. 3 vòi hoa rồi ạ. Hình số 9 250.000 đồng, cá tím các bác nhá. Lá của nó rất là tím này. Tiếp theo đây vẫn là cá tím hình số 12 150.000 ạ. Đây ạ, cái này cũng đang có một vòi hoa ra đây nữa các bác nhá. Đó. Đã có một vòi hoa ra rồi. Có 3 cây, giờ này có 3 cây. Hình số 12 150.000 đồng. Tiếp theo đây là sơn thủy tiên các bác nhá. Sơn thủy tiên hình số 17 150.000 đồng. Đây ạ, đang có một cái vòi hoa này chúng chín nở rồi các bác nhá. Còn một cái nụ này thì chưa này. Hình số 17 150.000 đồng, rất là rẻ các bác nhá. Thuần rồi, thuần chậu dớn nhá. Tiếp theo đây vẫn là sơn thủy tiên này, hình số 1 180.000 đồng. Đấy, giò này rất là nhiều thân luôn này các bác này, đang có một vòi ở hai vòi hoa. Một vòi cũng đang trúng chín nở các bác nhá. Và một vòi thì còn chưa này. Hình số 1 180.000 đồng. Đây, rất là nhiều thân các bác nhá. Tiếp theo đây là sơn thủy tiên hình số 2 180.000 đồng. Còn này thì có một vòi hoa thôi nhưng nó đang trúng chín nở rồi này. Các bác nào mà ở miền Bắc thì về vẫn được chơi hoa nhé. Hình số 2 180.000 đồng. Tiếp theo đây là một giò, cái này là hài vệ nữ các bác nhé. Hài vệ nữ giò này không số này. 200.000 đồng cho giò hài vệ nữ này ạ. Đấy, mặt hoa thì rất là đẹp các bác nhé. Mà hoa của hài này thì đặc biệt là chơi được rất là lâu. Nó được tầm khoảng 1 tháng rưỡi cơ ạ. Còn vậy giò lan này cũng kết thúc video nhà em ngày hôm nay tại đây nhé. Xin chân thành cảm ơn các bác đã theo dõi video và ủng hộ nhà em ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào ngày mai nhé.